Hoàng Audio xin chào toàn thể anh em. Hôm nay bên em lại về được hai lô hàng rất là đẹp, rất là mới, và hai lô hàng này là hai lô hàng rất là chất lượng. Em chờ đợi khá lâu rồi, hôm nay mới về cái nhà. Đó là cái lô đẩy Rock 1200. Đây là dòng đẩy nguồn xung chạy mạch Class D và là một trong những dòng đẩy hay nhất, lành nhất và khỏe nhất bây giờ. Rất nhiều anh em săn đoán cái dòng đẩy này nhé. Đấy. Mặt phay nhôm. Mặt này không bao giờ sợ han gì anh em nhé. Mặt phay nhôm ở bên dưới, ở bên trên là sắt. Đấy, nhìn màu trắng màu đen kết hợp nhìn rất là đẹp. Còn đây là ruột gan của nó nhé. Mạch Class D này là một trong những cái mạch mà khỏe nhất, tiếng hay nhất và lành nhất. Dòng này rất là ít lỗi. Lô này em về được 100 con. Hôm nay về được 100 con đẩy nguồn xung Rock 1200 này. Và 100 con vang Chipat 980M. Đấy, mang tên Mota 998A. Dòng vang này dòng vang số có cổng quang nhé. Đời sau cùng của hãng Chipat. Bây giờ em đi quay cái nội thất cho anh em xem nhé. Con kim đang cắm điện. Đấy, mặt cũng rất đẹp, đẹp như mới luôn. Và em báo giá luôn với con đẩy này nhé. Con đẩy nguồn xung Rock này 1200 này công suất là 650W một kênh và 8 ohm. Có thể đánh được 2 đôi bát 30. Giá em bán lẻ cho anh em là 3.600.000 đồng, bao ship toàn quốc nhé. Đây là mặt trên đây. Mạch Class D này thì nhiều anh em bán lắm rồi và anh em nào cũng phải công nhận là tiếng của nó cực kỳ hay, sạch sẽ. Và máy này lại rất là lành, lành hơn dòng đẩy V3 rất là nhiều. Công suất của bọn này, bọn nguồn xung này thì nó làm rất ít xò thôi. Thế nên là khi chơi ấy, nó không sinh nhiệt. Những cái con đẩy mà như cả ngày xưa ấy, ngày xưa thì anh em chỉ thích to và nặng thôi. Nhưng mà bây giờ càng ngày công nghệ nó càng khác rồi. Thì càng nhẹ, khỏe và độ bền cũng cao. Cái dòng này nó ít xò, thế nên là khi đánh nó sinh nhiệt cực thấp. Sinh nhiệt thấp thì máy của nó không bị nóng, và máy không nóng thì chắc chắn là sẽ độ bền sẽ cao hơn những con đẩy mà nhiều sò đánh nóng máy. Nhưng mà công suất của cái bọn này ra rất là chuẩn anh em nhé. Đây công suất mặt sau ghi đây. Đấy, stereo 8 ohm là 650W một kênh. Một cái đôi loa, một cái loa quả loa bát 30 bình thường ấy. Bát 30 bình thường ở 8 ohm thì nó rơi vào tầm 250W cho đến 350W một quả loa nhé. Đấy, con này nó 650W một quả. Có nghĩa là nó có thể đánh được, nếu mà một đôi ấy, thì có thể đánh được căng một đôi bát 40 từ 2-0-100. Khi là 4 ohm có nghĩa là anh em mình mắc song song hai đôi loa vào ấy, hai cái loa 8 ohm mắc song song vào thì nó sẽ thành 4 ohm. Ví dụ như anh em mình chập một đôi 30 vào một kênh thì lúc đấy công suất của nó ở 4 ohm sẽ là 1150W. Anh em đánh hai đôi bát 30 thoải mái nhé. Đánh hai đôi bát full 30 thoải mái. Và bridge chập 8 ohm thì nó ở 2300W, đánh được một quả súp kép 50 bình thường anh em nhé. Một quả súp kép 50 đánh ngon lành luôn. Đấy, nhà anh em nào mà chơi một đôi 40 to to hoặc là hai đôi bát 30 thì chơi cái con đẩy này rất là hợp lý và giá thì cực kỳ tốt, 3.600.000 đồng. Tiếng thì em khẳng định là hay nhất nhì ở thị trường bây giờ rồi, dòng mạch Class D này. Đấy, những cái con đẩy mà làm linh kiện dán như này thì thường thường là tiếng rất là sáng, rất là hay. Đấy, em đang vừa về, đang cho thợ vệ sinh, số lượng rất là nhiều, 100 con. Đấy, tiếp theo là đến lô vang, 100 con vang Chipat 980M màu vàng. Ngày xưa em hay làm cái dòng 980 này màu đen. Nhưng mà màu đen thì khi bán cho anh em một thời gian sau nó rất hay bị lỗi, là nó lỗi mất cái led ở đèn quắc này. Số của nó chỉ hiển thị một nửa. Anh em nào ở đây chơi cái dòng 980 màu đen rồi thì chắc là kiểu gì cũng có người gặp cái trường hợp đấy. Nhìn nó rất là xấu. Thế là bây giờ em không làm cái dòng màu đen nữa. Vì bọn em làm cái dòng nào mà hay lỗi là bọn em bỏ. Bây giờ em chuyển sang làm cái dòng màu vàng này. Đây là con đời rất cao, đời cao nhất của sau cùng của Chipat. Đấy, hàng mới bây giờ thì Chipat nó mới ra con 1080 đấy.
Còn những cái đời mà đời bãi, con này đời bãi cao nhất của Chivas rồi. 980. Giải mã 48 bit. Rất là kinh khủng. Đấy, đủ các cổng ăn chơi nhé, đồng trục, cổng quang, 2 in AV vào và 6 đường ra. Chỉnh riêng biệt từng cổng một được. Giá con vang này em bán là 1.800.000 bao ship cho anh em nhé. 1.800.000 bao ship nhưng mà giá đó là chưa có dây rắc, chỉ có dây nguồn và vang nhé. Giá rất là hợp lý. Và em đã bao setup cho anh em rồi nhé. Bao setup hay cho anh em rồi. Đấy, về nhiều hàng lắm. Mic Bayer Đài Loan vỉ tím cũng về trăm bộ, nhưng mà hôm nay mic thì em chưa thời gian mở đâu. Hôm nay em sẽ quảng cáo cái lô đẩy với lô vàng cho anh em trước. Đấy, em đang test với một đôi bát 30, test bát leo, tép leo, công suất 400W. Làm bài test mic luôn. Dòng đẩy này hát tiếng rất là thoát. Như con đẩy bình thường mà nguồn biến áp mà máy trở thường ấy, anh em nó chỉ là gọi là đánh loa nó vẫn kêu bình thường. Nhưng mà khi anh em mà hát thì không bao giờ tiếng nó thoát được ra bằng những cái dòng đẩy nguồn xung mà mạch dán công nghệ mới này. Không bao giờ hay bằng được. Anh hát bài nào? Chơi luôn. Chơi bài này. Thì chơi thì... Không có khác bài này đâu. Đây được. Nhưng mà có phải nhạc Tôn Nam. Đây là nhạc sống thì bài nhạc của mình. Tận hưởng nhà như spa với Sun Life lâu sàn mới chứa tinh dầu thiên nhiên cùng công nghệ sạch bóng vượt trội. Hợp lý nhất có thể cho anh em chơi. Xin cảm ơn, xin chào anh em.